mày phải bạn, mày phải bạn. Không hiểu được lâu. Trời ơi, cứ làm vậy cho nó hết 5 phút mày hiểu không? Mẹ đi, mẹ đạp đi. Ngồi xe đạp đi. Đó. Ngồi xe đạp luôn. Khùng, ngồi xe đạp chân trái hả cha? Ủa chứ đạp chân... Sao mà đạp chân trái được? Chuyện của mình là sao? Đi. Mày không bóp bóp ga á. Để kêu như vậy mà bóp ga cho nó chạy được. Đó. Cố lên. Hư gì. 2 3. Sao vậy? Mạnh lên. Lát nó hư xẹo bắt lên. Bây giờ nè, một tay nắm cái này. Rồi mạnh lên.